Truyện cổ tích Việt Nam. Sao rơi. Đến giờ ăn chưa Black? Chà, mày là sếp mà, chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay ăn uống thịnh soạn quá, đúng không bạn già Plat? Tôi có một nhiệm vụ. Vậy sao? Không đợi nào, tôi cũng vậy. Ghen tị quá, cô sẽ đi đâu? Tôi sẽ đi 50 năm ánh sáng về phía thiên hà Andromeda. Tuyệt vời, Asteria. Tôi sẽ đi qua dải ngân hà. Nơi đó là tuyệt nhất. Chắc chắn rồi, trái đất có những điều ước tuyệt vời nhất. Công việc thường ngày thôi đúng không? Dù sao chúng ta cũng là những ngôi sao băng. Lao qua bầu trời đêm với tốc độ đáng kinh ngạc. Ban tặng điều ước và biến các giấc mơ thành hiện thực trên đường đi. Chúng ta có công việc tuyệt vời nhất trong vũ trụ. Tôi tự hỏi lần này tôi sẽ thực hiện điều ước gì. Cô có nghĩ ai đó sẽ ước được yêu không? Cô cũng biết chúng ta không thể làm vậy, Asteria. Phải theo quy tắc, chúng ta không thể làm cho bất kỳ sinh vật nào sống lại. Chúng ta không thể ép người khác làm việc họ không muốn, ví dụ như yêu đương. Và chúng ta không thể tước đoạt mạng sống. Mày... Nikos, tôi biết luật mà. Tôi sẽ không phá vỡ luật nào đâu. Tôi sẽ biến các giấc mơ thành hiện thực. Tôi sẽ thu thập những điều ước của mình và quay lại ngay như mọi khi. Hy vọng là vậy. Để đại tư tế phát hiện ra là không hay đâu. Chắc chắn rồi. Bây giờ tôi đi đây. Cô cũng đi đi, Asteria. Đi ngay đây. Trước tiên tôi cần ghé chỗ này đã. Chắc thời gian tới chỉ có hai chúng ta, anh bạn. Nhưng không sao, phải không? Chúng ta là bạn thân thiết của nhau, chúng ta không cần tiền. Chúng ta không cần ai khác. Đến lúc tìm đũa phép của mình rồi. Đũa gãy rồi sao? Ơi, không, lại nữa sao? Không, xin đừng làm vậy với tôi. Tôi cần chuyến đi này. Thôi mà đũa phép. Ơi. Đúng là tin xấu. Mình tiêu rồi. Khoan, mình biết rồi. Mình sẽ yêu cầu đại tư tế cho mình đặc quyền rời đi mà không cần đũa phép. Mình có thể tự làm phép được. Nhưng tốt hơn nên nhanh lên, mình không còn nhiều thời gian. Tư tế, làm ơn.
Asteria, cô có hẹn trước không? Không, nhưng xin ông. Cô cần phải hẹn trước. Khẩn cấp lắm, tôi làm gãy đũa phép rồi. Ngốc thật, bây giờ cô không thể ban điều ước được. Tôi muốn yêu cầu được du hành không cần đũa phép. Tôi có thể ban điều ước không cần đũa. Đó là điều chưa từng có. Các ngôi sao cần đũa phép. Tôi sẽ rất cẩn thận, xin ông. Tôi chưa có lý do gì để tin tưởng cô, nhưng nhiệt huyết của cô rất ấn tượng. Tôi sẽ cho cô du hành không cần đũa phép, nhưng có quy tắc. Sao cũng được. Cô chỉ có thể du hành xuyên không gian. Cô không được đáp xuống các hành tinh và ngôi sao. Nếu không tuân thủ quy tắc này, cô sẽ không còn được chào đón với tư cách là người ban điều ước trên Estella nữa. Hiểu rồi, tôi hứa sẽ tuân thủ. Cảm ơn ông, cảm ơn ông, cảm ơn ông. Tôi sẽ không làm ông thất vọng. Tao thích ngắm sao lắm. Chúng ta có nên đi dạo một chút không? Tận hưởng không khí mát mẻ. Có một điều ước, mình cần phải lấy nó. Tăng tốc. Chuyện gì vậy? Dừng lại. Thắng bị hư rồi. Ôi không, mình đang rơi. Black, có sao băng kìa. Người ta nói nếu ước gì thấy sao băng, điều ước sẽ trở thành sự thật. À! Hình như chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội xin điều ước rồi. Đi thôi anh bạn, đi kiểm tra xem sao. Không sao đâu, không sao đâu. Tôi tới đây giúp cô. Tôi là Harrison. Đây là Black. Cô vừa bị va chạm. Chúng tôi chỉ tới giúp cô thôi. Cô hiểu ý tôi không? Tôi tới đây giúp cô. Marple tập thờ lao. Cô ổn không? Tôi ổn, cảm ơn. Thắng trên tàu của tôi bị hư. Cô hiểu ý tôi sao? Phải. Và bây giờ anh có thể hiểu tôi. Sao có thể? Trên hành tinh của tôi khi chạm tay nhau, anh có thể học ngôn ngữ của người khác. Chúng tôi tương tác với nhiều người từ nhiều hành tinh khác nhau. Cách này rất hữu ích. Một hành tinh khác hả? Ôi không. Khoan. Tôi xin lỗi Harrison, phải không? Tôi không thể ở đây lúc này. Như vậy là phạm luật. Cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi vụ va chạm. Tôi cần phải sửa tàu và đi tiếp. Chúc anh sống tốt. Tạm biệt. Khoan, cô thậm chí còn chưa giới thiệu bản thân. Còn chuyện đến hành tinh khác là sao? Đừng bận tâm. Quên chuyện đã gặp tôi đi. Tôi sẽ rời đi và anh sẽ không bao giờ thấy tôi nữa. Cảm ơn và tạm biệt. Ít nhất cũng để tôi mời cô ăn tối. Trễ rồi. Cô rõ ràng đang đi du hành. Cô xứng đáng được nghỉ ngơi sau cú rơi đó. Ý tôi là cô rơi giống như một ngôi sao băng. Cô đã phát sáng. Thật không thể tin được. Cô tên là gì? Asteria. Asteria. Tôi chưa bao giờ nghe cái tên này trước đây. Nó thật đẹp. Thật thanh tao. Cô thật đẹp. Cảm ơn vì đã cứu tôi.
Đây là gì? Bánh mì kẹp và một tách trà. Chỗ cô không có bánh mì kẹp sao? Không hẳn. Vậy cô ăn gì? Ngôn ngữ của anh không có từ để tôi diễn tả nó. Hả? Chà, cô thử đi. Ôi, được rồi. Cô thích không? Đây là gì? Gà tây, phô mai và sốt mayonnaise ở giữa hai lát bánh mì. Không thể tin được. Tôi ăn 10 cái cũng được. Ăn như vậy có thể bị đau bụng đó. Một cái nữa. Tôi yêu thức ăn trái đất. Làm ơn cho một bánh mì kẹp nữa. Được rồi, nhưng trước tiên cô phải cho tôi biết cô đến từ đâu. Estrella, đó là một hành tinh cách đây nhiều năm ánh sáng. Cô tới đây làm gì? Để ban điều ước. Điều ước gì? Anh hỏi nhiều quá. Tôi ăn bánh mì kẹp được chưa? Cô ban điều ước bằng cách nào? Tôi dùng đũa phép, nhưng tôi đã làm gãy đũa và bây giờ rơi tàu ở trái đất. Làm ơn, bánh mì kẹp. Vậy bây giờ làm sao cô ban điều ước được? Cô không có chiếc UFO, con tàu đó. Cô cứ đi bộ đến khi tìm thấy người muốn ước hả? Phải. Cô có biết trái đất rộng ra sao không? Không. Phải đi bộ lâu, thật là lâu mới thấy được cái cô muốn tìm. Ngay cả khi cô biết mình muốn đi đâu. Để tôi giúp cô. Tôi tự lo cũng được. Tôi muốn giúp cô. Tại sao? Cô có cái gì đó rất khác. Tôi không biết nó là gì, nhưng tôi thấy cô rất quan tâm người khác. Cô chân thành và tốt bụng. Xin nhận sự giúp đỡ của tôi. Được. Tuyệt vời. Chúng ta sẽ bắt đầu vào sáng mai. Nhưng trước tiên, cô cần tìm hiểu một chút về trái đất và tôi sẽ dạy cô. Đây là đâu? Trung tâm thành phố. Đây là nơi mà hầu hết người dân trong thị trấn đến để mua đồ. Chúng ta tới mua bánh mì kẹp đúng không? Không, lần này thì không. Nhưng chúng ta ở đây để mua thứ khác. Gì vậy? Sinh tố và một bộ quần áo. Cô không giống như người trái đất gì hết. Oops. Vậy nên cuối cùng tôi sống ở đây. Wow, một câu chuyện tuyệt vời. Mỗi người trên trái đất đều có một câu chuyện như vậy hả? Phải, đúng vậy. Mọi người ở đây đều có cuộc sống vô cùng thú vị và phức tạp. Một số người vui, số khác thì buồn. Tôi thích cái đoạn mà anh đi tới bãi biển. Tôi muốn nhìn thấy nước. Biết đâu có ngày cô sẽ thấy. Vậy mọi người ở đây có hạnh phúc như anh không? Đáng buồn là không. Một số người có những câu chuyện buồn khủng khiếp. Tôi biết những người từng tham gia chiến tranh. Người nhà và bạn bè của họ qua đời trong các trận chiến. Có rất nhiều tổn thương và đau đớn trên trái đất. Ồ, Teria. Nỗi buồn và đau khổ là một phần của cuộc sống ở hành tinh chúng tôi. Ước gì tôi có thể lấy hết những đau đớn đó đi. Tôi cũng vậy. Tôi rất thích tìm hiểu về trái đất, phong tục của các anh và vẻ đẹp của mọi thứ. Nhưng tôi cần tập trung truy tìm điều ước. Tôi cần tìm điều ước mà tôi đã cố bắt lấy khi hạ cánh khẩn cấp. Đó là điều ước cho một chú chó. Tôi cảm nhận được nỗi buồn khôn xiết của người ước. Nếu tôi có thể kết nối với anh ấy, tôi có thể tìm thấy anh ấy. Hoặc ít nhất là tìm ra mong muốn của anh ấy. Chắc có gì đó có thể khơi dậy trí nhớ của tôi. Tôi chỉ còn thời gian đến tối nay thôi. Được, phải. Tất nhiên rồi, chúng ta đang tìm gì vậy? Tôi không biết. Cái gì đây? Người ta bán chó con. Chó con? Là chó con nhỏ hả? Chính xác. Đúng rồi. Asteria, cô đi đâu vậy? Cô có trả tiền không? Trả tiền? Ôi không. Trên trái đất chúng tôi dùng tiền. Đó là cách tôi mua trang phục cho cô và sinh tố cho chúng ta. Và bây giờ là vòng cổ cho chó. Chúng ta phải nhanh lên. Wow, đũa phép. Ý cô là cô ban điều ước được thật sao? Anh nghĩ ý tôi là gì? Tôi tưởng cô chỉ nói ẩn dụ. Cái này sẽ dẫn chúng ta đến chỗ Arthur. Arthur là ai? Là người ước. Chúng ta phải nhanh lên. Mặt trời đang bắt đầu lặn. Shh.
Sao cô biết điều ước cô đang tìm là của Arthur? Tự dưng tôi biết thôi. Chúng ta ở gần anh ấy lắm rồi. Tôi cảm nhận được. Arthur. Phải. Cô là ai? Tôi là Asteria, người ban điều ước cho anh. Anh đã ước khi có sao băng nhớ không? Tôi nghe thấy anh, Arthur. Mong ước sâu sắc nhất, chân thật nhất của anh là được gặp chú chó Bresso của anh. Tôi xin lỗi, tôi không thể làm cho Bresso sống lại, nhưng tôi có thể giúp chữa lành trái tim của anh. Wow, thật khó tin. Cảm ơn cô. Đây là ngày tuyệt nhất trong đời tôi. Anh muốn đặt nó tên gì? Asteria. Như vậy tôi sẽ luôn nhớ những gì cô làm cho tôi. Tôi phải đi. Nhớ chăm sóc tốt cho Asteria. Và nó sẽ chăm sóc tốt cho anh. Và Arthur đừng bao giờ ngừng ước nguyện. Được rồi. Thật tuyệt vời. Vượt xa tất cả mọi dự đoán của tôi trong cuộc đời này. Cô đã thay đổi thế giới của anh ấy. Việc của tôi đó. Tôi ban điều ước. Nhưng còn hơn như vậy nữa. Harrison, anh đúng là người tốt. Anh sâu sắc hơn hầu hết mọi người. Và điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Cảm ơn anh đã cứu tôi, đưa tôi vào nhà, dẫn tôi đi vòng quanh. Nhưng cô phải đi hả? Tôi phải đi. Ở lại đi. Tôi xin lỗi, tạm biệt Harrison yêu quý. Tôi bị hớp hồn. Cái gì? Tôi đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Cô là ngôi sao rơi vào tim tôi, Asteria. Xin cô ở lại. Xem kìa, Black. Anh bạn già đi ngắm sao thôi. Chỉ có tao và mày. Chúng ta không cần bất cứ ai, phải không? Chúng ta không cô đơn. Không. Tao đang đùa với ai vậy? Tao hoàn toàn bị choáng ngợp. Và người duy nhất tao từng yêu ở cách xa hàng năm ánh sáng trên một hành tinh mà tao chưa từng nghe đến. Phải chi có cách nào để mọi chuyện khác đi. Đã 2 tuần rồi anh bạn, tao không nghe tin gì từ cô ấy. Không ngày nào trôi qua mà tao không nhớ cô ấy. Mày nghĩ cô ấy có nhớ tao không? Không biết nữa. Nhìn kìa Black, có sao băng. Mày nghĩ tao ước có được không? Điều ước có thành sự thật không? Giống như Arthur. Kính gửi người ban điều ước. Nếu Asteria yêu tôi, điều ước sâu sắc nhất, chân thật nhất của tôi là ước gì cô ấy quay lại với tôi. Làm ơn để ngôi sao băng đó là Asteria của tôi đang quay về nhà. Asteria! Cô rơi phi thuyền nữa sao? Không, tôi rơi vào tim anh.